Hello, hello, chào mừng các bạn đã trở lại với phần 2 trong chuỗi video du lịch Memphis của mình. Ở phần trước, các bạn đã cùng mình đến thăm kim tự tháp lớn nhất nước Mỹ. Nếu bạn nào chưa xem thì hãy vào channel của mình để xem lại nha. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã câu hỏi tại sao Memphis được gọi là thủ đô nhạc blues của thế giới, cùng khám phá con đường Beale Street nổi tiếng, dinh thự của ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley và ẩm thực sườn nướng barbecue đậm vị miền Nam nước Mỹ. Let's go! Một ngày trong xanh lại về trên ngôi nhà của dòng nhạc blues, hay còn được biết đến với tên gọi khác là nơi sinh của dòng nhạc rock and roll, thành phố Memphis. Địa điểm đầu tiên mình sẽ tới thăm là Graceland, một địa điểm nổi tiếng nhất Memphis, thu hút hơn 500.000 lượt khách tham quan mỗi năm. Đây là dinh thự trên khu đất rộng 5,6 hecta gắn liền với danh ca Elvis Presley. Graceland là nơi ông hoàng nhạc rock and roll và gia đình đã từng sinh sống, và cũng là nơi ông đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16 tháng 8 năm 1977 ở tuổi 42. Sau khi ông mất, dinh thự được con gái của ông là Lisa Presley thừa kế và được chuyển thành viện bảo tàng cho những người hâm mộ vào tham quan từ năm 1982. Dinh thự trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn và là một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ. So với giá vé của những khu du lịch khác ở Memphis, vé vào thăm dinh thự không hề rẻ và chia thành rất nhiều mức với nhiều phần khác nhau. Nếu các bạn muốn vào thăm dinh thự nơi danh ca Elvis Presley từng sống, thì nhớ chọn package có bao gồm Madison Tour nha. Bên trong dinh thự và bảo tàng không cho quay phim, nên mình xin post vài tấm hình đặc sắc từ căn phòng Jungle Room nổi tiếng cho đến khu vườn Meditation, nơi đặt ngôi mộ của Elvis và các thành viên trong gia đình. Mình sinh ra ở thế hệ sau, nên cũng không quá biết nhiều về danh ca ngoài biệt danh của ông. Tuy nhiên, sau khi vào thăm khu bảo tàng, mình đã học hỏi được rất nhiều về lịch sử, về sự nghiệp và về cuộc đời của nam danh ca nổi tiếng thập niên 70 này. Ông là ca sĩ, nhạc sĩ và là một diễn viên nổi tiếng không chỉ ở Mỹ và trên toàn thế giới. Trong sự nghiệp đầy thành công của mình, ông đã nhận về 299 giải thưởng, 171 đĩa vàng, 94 đĩa bạch kim và 34 đĩa đa kim, tổ chức hàng trăm show cháy vé trên khắp nước Mỹ và có hàng triệu fan trên toàn thế giới. Ông là một thần tượng lớn, một người truyền cảm hứng cho rất nhiều tên tuổi lớn thế hệ sau này như The Beatles, Carrie Underwood, Elton John. Danh ca John Lennon đã từng nói, trước Elvis không có gì cả, không có gì ảnh hưởng đến tôi cho đến khi tôi nghe được nhạc của Elvis. Nếu không có một Elvis, sẽ không có một The Beatles. Britney Spears đã từng chia sẻ, tôi nghĩ Elvis là người đàn ông quyến rũ nhất đã đến với thế giới. Tôi ngưỡng mộ ông ấy. Một điều rất đặc biệt ở đây, như các bạn thấy bức tường này phủ tên rất là nhiều người. Bởi vì sao? Đây toàn là những người hâm mộ Elvis Presley. Mọi người tới đây để được viết tên mình lên tường. Theo như truyền thuyết, sự tích mình sẽ dùng từ là truyền miệng đi. Một câu chuyện truyền miệng là có hai cô gái đã đến đây viết bằng môi son lên trên tường tên của mình và số điện thoại. Thì mẹ của Elvis Presley đã ra nhìn thấy và cô ấy không hài lòng về điều này, nên cô ấy đã bắt con trai cô ấy phải gọi điện những cô gái đó, nói như cô gái đó là hãy dừng lại những hành động đó đi. Nhưng kết quả không ngờ là sau khi Elvis Presley gọi, càng ngày càng nhiều người, càng nhiều fan hâm mộ hơn nữa tới đây để viết lên tường với số điện thoại, với hy vọng có một cơ hội được nói chuyện với Elvis Presley.
Và từ đó bức tường này phủ đầy tên của tất cả những khán giả hâm mộ. Và sau đó thì quá nhiều người ghi rồi, thành ra là không thể nào xóa được nữa. Thành ra là người sở hữu ngôi nhà quyết định là để cho mọi fan hâm mộ viết tên mình lên luôn. Trước khi tiếp tục hành trình khám phá thành phố Memphis, mình sẽ dừng chân ở tiệm Gus World Famous Fried Chicken, tiệm gà chiên số 1 có nguồn gốc từ Memphis, gà chiên cực ngon và đậm phong cách miền Nam nước Mỹ. Da gà giòn tan, thịt gà mềm, ăn kèm cùng với đậu nướng, bùi bùi béo béo. Chào các bạn đã trở lại với lại món ăn trưa. Và món ăn đã được dọn lên nè các bạn ơi. Món ăn đặc sản của miền Nam nước Mỹ là gà chiên nha các bạn. Thì thường ở đây người ta ăn chúng lại đậu nè. Rồi sốt mayonnaise trộn với lại rau cải. Để mà anh thử cái sốt này trước nha. Béo, thơm, ngọt ngọt mặn mặn, rất là vừa. Tiếp theo là đậu nướng. Mình nhận thấy là hình như có sốt barbecue ở trong. Đậu nướng rất là thơm. Đây là tấm món chính đó các bạn, đó chính là gà chiên. Rất là thơm luôn. Thơm nhờ. Giờ mình thử miếng gà nha. Gà rất là giòn. Rất là giòn luôn. Nó là nóng, giòn, thơm và cay nha các bạn. Gà ở đây rất là cay. Xuất sắc. Hiện tại mình đang đứng trước một nhà nghỉ nhưng lại mang một giá trị lịch sử vô cùng to lớn. Đây là nơi mà nhà hoạt động vì nhân quyền Martin Luther King đã bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968 khi mà ông đang đứng trên ban công trước cửa phòng 306. Và nơi đây bây giờ đã trở thành một viện bảo tàng về nhân quyền của con người. Lúc 6 giờ 05 phút chiều ngày 4 tháng 4 năm 1968, Martin Luther King đã bị ám sát khi đang đứng trên ban công phòng nghỉ tại khách sạn này. Ông là nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng. Bài phát biểu diễn văn nổi tiếng nhất của ông là I have a dream. Tôi có một giấc mơ trong buổi diễu hành về việc làm và tự do vào ngày 28 tháng 8 năm 1963 trước 250.000 người ủng hộ quyền công dân. Tôi mơ rằng một ngày kia, trên những ngọn đồi đỏ ở Georgia, những người con của các nô lệ và những người con của các chủ nô sẽ cùng ngồi lại như những người anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, thậm chí cả những vùng đất khô cằn, ngột ngạt trong bất công và đàn áp như Mississippi cũng sẽ chuyển thành ốc đảo của tự do và công lý. Tôi mơ rằng sẽ có một ngày, bốn đứa con của mình được sống trong một quốc gia nơi chúng không bị đánh giá bởi màu da mà được công nhận bởi phẩm cách của chúng. Ngày hôm nay, tôi có một giấc mơ. Trích dẫn trong bài diễn văn I Have a Dream.
Tin tức về vụ ám sát của ông đã bùng phát bạo lực, chủng tộc vô cùng lớn, khiến hơn 40 người chết và thiệt hại tài sản trên 100 thành phố của nước Mỹ. Khách sạn nơi ông bị ám sát sau này được trở thành bảo tàng nhân quyền quốc gia, nơi lưu trữ những thông tin lịch sử về quá trình đấu tranh đòi quyền bình đẳng và quyền tự do của những người Mỹ gốc Phi. Vì thời gian hạn hẹp, nên khi mình tới thì bảo tàng đã đóng cửa. Sau một ngày tìm hiểu về giá trị lịch sử từ âm nhạc tới chính trị của thành phố Memphis, mình sẽ kết ngày bằng việc tham quan Beale Street, một trong những trung tâm giải trí lớn nhất của thành phố, để thư giãn và chill sau một ngày thu gom nhiều kiến thức. Beale Street là một trong những con đường mang tính biểu tượng nhất ở Mỹ. Con đường bao gồm 3 dãy đường với những câu lạc bộ âm nhạc, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm nằm san sát nhau. Đây được coi là trái tim của trung tâm Memphis. Cứ mỗi đêm về, con đường lại rộn ràng âm nhạc. Đây là nơi giao thoa của dàn nhạc blues, jazz, R&B, rock and roll. Con đường được công nhận là địa danh lịch sử quốc gia khi chứa trong mình một bề dày lịch sử của các huyền thoại âm nhạc như B.B. King, Memphis Mini, vân vân và vân vân. Con đường là nơi thu hút hơn 5 triệu khách du lịch đến thăm mỗi năm với rất nhiều lễ hội âm nhạc lớn. Hãy tìm ngay cho mình một ly bia lạnh và hãy để âm nhạc nóng bốc lửa dẫn lối con tim bạn nhé. Oh,
Và một trong những đặc sản khi các bạn tới với Memphis phải thử đó chính là sườn nướng barbecue. Ở mỗi tiệm thì gia vị tẩm ướp đều khác nhau, tuy nhiên tiệm nào cũng ngon, cũng đậm đà và cũng mang đậm âm hưởng ẩm thực miền Nam nước Mỹ. Và địa điểm mình đã chọn tối nay để ăn tối và thưởng thức nhạc sống blues jazz đó chính là BB King's Blues Club. Thức ăn ngon, âm nhạc tuyệt vời, cảm giác một buổi tối rất chill và thư thái. Với tâm hồn ẩm thực phong phú thì ngay sau khi rời BB King, mình đã tới với Pork with an Attitude, hay còn được biết đến với tên gọi khác là The Pig on Bill, để thưởng thức ngay sườn nướng barbecue cũng nổi tiếng không kém ở đây. Hiện tại mình đang ở một quán barbecue khác các bạn, bởi vì nơi đây là một nơi rất là đặc biệt chuyên về barbecue, nên chắc chắn những món ăn phải ăn ở đây chính là barbecue. Và mình có một món sườn nha các bạn. Sườn ở đây mình thấy là có vẻ là thịt rất là nhiều. Đó, miếng sườn có vẻ khá là bự. Điều đặc biệt ở quán này là có thêm sốt để cho các bạn có thể xịt thêm nha. Các bạn thấy lạ. Đây là sốt ngọt ha các bạn. Đó, còn đây là sốt cay, spicy. Ok, bây giờ để mình cắt để thử có ngon không nha. Ok, bây giờ mình có rồi, mình sẽ cắt ra ăn thử nha các bạn. Mình ăn ngay góc này trước đi. Bên đây khá là dày ha các bạn. Để mình thử không có sốt trước nha. Không có sốt thì nó hơi là lạc. Giờ mình sẽ xịt vô nha. Cái này sốt cay nè. Sốt ngọt nè. Phải xịt sốt cho nó mới ngon. Hai sốt này cũng ngon hết. Sườn ở đây dùng là sườn gân. Bạn nào là fan của sườn thịt dày, có gần nhà rớp rớp thì đừng bỏ qua nhà hàng này nha.
Một ngày mới lại về trên Memphis, hôm nay mình sẽ chỉ có thêm vài tiếng thôi để níu kéo chút dư âm ngọt ngào ở đây trước khi nói lời tạm biệt. Và địa điểm mình quyết định ghé thăm chụp hình sống ảo là bảng chữ Memphis siêu to khổng lồ trên đảo Mết. Đây là địa điểm check-in Insta của rất nhiều bạn khi đến thăm Memphis và mình cũng không ngoại lệ đâu nha. Và trước khi lên máy bay tạm biệt Memphis, mình vẫn còn lưu luyến hương vị barbecue tuyệt vời ở đây, nên mình mua ngay sườn nướng ở nhà hàng vô cùng nổi tiếng khác, đó là Vanderwoo. Từng hành trình đi qua là những trải nghiệm vô cùng lý thú được lưu lại trong ký ức của mình, và đối với Memphis là những đêm nhạc hương sực cực bốc lửa, không khí âm nhạc lan tỏa trong từng ngóc ngách, những bức tranh vẽ trên tường đầy màu sắc, và những miếng sườn nướng đậm vị thơm ngon. Tạm biệt Memphis, tạm biệt thành phố của âm nhạc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong chuyến khám phá Memphis này. Vì cuộc đời là những chuyến đi, vậy tại sao các bạn không cùng mình đi khám phá phải không nào? Đừng quên like, share và subscribe channel của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình sau. Bye bye!